Hôm nay chúng ta vẫn chương ấy, nhưng sang phần cảm ứng. Sang phần cảm ứng của chương giảng pháp và nghe pháp. Trong phần cảm ứng này cũng có khá nhiều những câu chuyện nói về cái sự cảm ứng của giữa việc giảng pháp và nghe pháp ấy. Nhưng mà cũng chỉ lược lấy ba chuyện thôi. Lược lấy ba chuyện. Thế chuyện thứ nhất, trong cái phần lược giảng cái phần cảm ứng này, câu chuyện là nói về đời Tống. Có vị sa môn tên là Trúc Đạo Sinh ở chùa Long Quang ở đất Trường An. Sư họ Ngụy, người Cự Lộc, xuất gia từ thuở nhỏ. Sư rất thông minh, bén nhạy, có trí tuệ phi phàm. Năm 15 tuổi, sư thăng tòa giảng pháp, biện luận trôi chảy khiến đạo tục đều kính phục. Sau khi thụ giới cụ túc, sư hiểu biết Phật pháp càng sâu, trí tuệ càng minh mẫn, tâm ý vắng lặng. Ở đây chúng ta thấy đoạn này, chúng ta thấy là giới thiệu về sa môn Trúc Đạo Sinh. Sa môn Trúc Đạo Sinh, ngài ở chùa Long Quang ở đất Trường An. Sư thì vốn là họ Ngụy, người ở Cự Lộc, xuất gia từ nhỏ, rất thông minh, trí tuệ nhạy bén phi phàm. Năm 15 tuổi đã thăng tòa giảng pháp rồi, biện luận trôi chảy khiến cho đạo tục tức là người xuất gia đó, và người tại gia đó, tức là cả chúng xuất gia và chúng tại gia nghe sư giảng đây là đều kính phục. Chúng ta thấy 15 tuổi đã lên tòa thuyết pháp rồi. Đây thì 15 tuổi thì đương nhiên là còn là sa di, tức là sàn sư bác đó. Vì trong giới luật của Đức Phật đó là phải 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc mà, mới được lên làm tỳ khiêu, thọ đại giới lên làm đại đức mà. Cho nên đây 15 tuổi thì chúng ta biết là ngài chắc chắn còn là sa di. Sa di thuyết pháp sa môn thính. Vì ngài rất là giỏi, xuất gia từ bé rất là giỏi. Ngài là đệ tử, chính là đệ tử của ngài Cưu Ma La Thập đó. Là một cái vị Tam Tạng pháp sư người Tây Trúc, sang này sang Trung Hoa dịch kinh điển. Dịch Tam Tạng thánh điển từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, rất là nổi tiếng ngài Cưu Ma La Thập. Và ngài Trúc Đạo Sinh này là học với học trò của ngài Cưu Ma La Thập. Cho nên chúng ta thấy là người thầy giỏi lại đào tạo được ra người trò giỏi. Ngài Trúc Đạo Sinh này xuất gia từ cái tuổi thuở bé như vậy, năm 15 tuổi đã tinh thông Tam Tạng, lên thăng tòa thuyết pháp khiến cho kẻ tăng người tục hết lòng kính phục về cái trí tuệ siêu phàm của ngài. Sau khi ngài thọ giới cụ túc, tức là đến khi năm 20 tuổi đó, được thọ giới cụ túc vào thì cái sự hiểu biết về Phật pháp của sư lại càng sâu, càng sâu sắc. Cho nên khiến cho mọi người lại càng gì, càng là kính phục sư hơn vậy. Ban đầu sư vào Lô Sơn. Lô Sơn thì thuộc một cái ngọn núi ở phía nam chợ Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Tức là Lô Sơn là chính là sau này ngài Tuệ, cái nơi mà ngài Tuệ Viễn ấy. Lô Sơn là nơi mà ngài Tuệ Viễn sơ tổ của Tịnh Độ Tông ấy, ngài tu tập và sáng lập ra Tông Tịnh Độ ấy. Nói là ban đầu ngài vào núi Lư Sơn ẩn tu 7 năm để mong đạt được chí nguyện. Đấy, chúng ta thấy ngài ẩn tu trong núi 7 năm đấy. Cũng phải thuộc là một con người gọi là dám nghĩ dám làm. Đấy, còn trẻ như thế mà vào núi ẩn tu 7 năm. Sư thường cho tuệ giải là căn bản vào đạo, nên luôn nghiên cứu các bộ kinh luận, cầu thầy học đạo, dù xa vạn dặm vẫn không quản cực nhọc. Sau đó sư cùng Tuệ Duệ, Tuệ Nghiêm đến Trường An theo học ngài La Thập. Thì chúng ta thấy là lúc còn nhỏ, thì sau khi thọ giới cụ túc xong
thì bắt đầu vào núi ẩn cư, và Lư Sơn ẩn cư là 7 năm. Sau đó thì ẩn cư 7 năm đó thì mới cho là sư cho rằng cái tuệ giải là căn bản vào đạo. Tuệ giải ở đây tức là gì? Là trí tuệ đó, do sở học mà có được á, cộng với sở tu nữa thì lại càng sâu. Cho nên nghĩ như vậy, sau khi ẩn cư nhập thất ở trong Lư Sơn 7 năm rồi á, thì sư quyết định hạ sơn cùng với mấy người bạn mình là Thích Tuệ Giải và Tuệ Nghiêm đó. Ba anh em cùng đến đất Trường An để bái ngài Cưu Ma La Thập làm thầy để học thêm tam tạng, tức là học cho sâu về, chuyên sâu về tam tạng đó. Bình thường cái ngài đó là một cái bậc gì, một cái bậc là trí tuệ siêu phàm rồi, 15 tuổi đã lên thăng tòa giảng kinh thuyết pháp rồi. Bình thường chúng ta thấy ngài đã như thế rồi. Sau này thọ giới cụ túc xong lại đi nhờ nhập thất ẩn cư 7 năm nữa. Sau khi nhập thất ẩn cư 7 năm thì ngài thấy là cho rằng cái tuệ giải là căn bản để vào đạo, cho nên lại hạ sơn đi đến đất Trường An, tức là đến kinh thành đó. Đến kinh thành kinh đô của nhà Tống lúc bấy giờ đó, để bái ngài Cưu Ma La Thập để tiếp tục nâng cao cái sở học của mình về tam tạng kinh luật luận. Các vị tăng ở Quang Trung, ở Quan Trung đều khen sư có sức tỏ ngộ siêu việt, tức là ngài thuộc dạng là học một biết mười, giống như ngài Đạo An Pháp Sư kiểu như thế. Một ngày đọc thuộc cả bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đạo An Pháp Sư một ngày học thuộc bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa các quý vị. Một ngày luôn, chỉ một ngày mà học thuộc bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy khủng khiếp. Như vậy có nghĩa ngài chỉ đọc khoảng 3 lần rồi. Một ngày giỏi lắm đọc hết được 3 lần chứ bao nhiêu mà. Cái vừa còn phải chăn trâu nữa. Đọc 3 lần là thuộc kinh. Cả một bộ kinh dày Diệu Pháp Liên Hoa thuộc lòng luôn. Thế chúng ta thấy đấy là những cái bậc gọi là pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát đó, tái thế thì mới thế được, chứ còn phàm phu chúng ta có mà học 3 năm vẫn chưa thuộc hết kinh Diệu Pháp Liên Hoa các quý vị. Cho học 3 năm mà chưa thuộc đâu. Vì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là dày, dày như cái quyển Pháp Quyển Châu Lâm này này, đấy. Dày như thế này. Hơn 700 trang. Chữ Quốc ngữ Việt Nam chúng ta là hơn 700 trang. Chúng ta đã học 3 năm chưa chắc đã thuộc hết. Đấy. Không phải thế mà ngài học chỉ có một ngày, tức là đọc được khoảng 3 lần đã thuộc hết cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là Đạo An Pháp Sư. Còn ngài Trúc Đạo Sinh này á, sau khi ẩn cư xong á, thấy rằng tuệ giải là căn bản để vào đạo, cho nên cùng với hai người bạn Tuệ Duệ và Tuệ Nghiêm cùng đến Trường An bái sư ngài Pháp Sư Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập làm thầy để học tiếp tục cái vấn đề học tam tạng của mình, tức là kinh luật luận đó. Thế khi đến đó học thì ở cái đất Quan Trung ấy, tức là ở cái nơi mà trong ở dưới cái tòa của ngài Cưu Ma La Thập ấy, thì ai ai cũng khen sư là bậc có trí tuệ siêu việt, bậc có trí tuệ siêu việt, vượt xa hẳn gì những vị tăng khác, những vị tăng đi khác. Đấy, chúng ta thấy sau đó thì sư trở về chùa Thanh Viên. Chùa Thanh Viên là ở núi Phúc Chu, thuộc ngoại ô thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, do Hoàng hậu Chữ Cung Tư sáng lập vào đời Đông Tấn. Ngài Trúc Đạo Sinh từng ở chùa này giảng về nghĩa đốn ngộ thành Phật, giảng về nghĩa đốn ngộ thành Phật. Thế là sau khi học với ngài Cưu Ma La Thập một thời gian, thấy là mình cũng ổn hết về phần tam tạng rồi, thì ngài từ biệt là Pháp Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập và xin về đi về ở chùa Thanh Viên, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bây giờ. Thái Tổ Văn Hoàng Đế, nhà Tống rất kính trọng sư. Thái Tổ, tức là vua Thái Tổ Văn Hoàng Đế, triều đại nhà Tống rất kính trọng sư. Có lần Thái Tổ thiết hội đích thân cùng với mọi người ngồi trên chiếu tre, tức là vua đó,
thiết trai hội, nhưng mà đến đích thân đã ngồi trên chiếu tre cùng với sư và với mọi người. Như vậy là rất kính trọng sư, chứ không có ngồi trên tòa cao mà xuống ngồi hẳn dưới chiếu tre với sư, vì rất kính trọng cái đức của sư và cái trí tuệ của sư. Do chuẩn bị thức ăn quá lâu, mọi người sợ trời xế chiều, vua bảo mới trưa mà bầu trời trong sáng, thiên tử nói mới trưa, nhất định là trưa, sư nói. Nói xong sư lấy bát cùng mọi người dùng cơm, họ đều khen lời nói của sư rất thích hợp. Tức là mọi người, kiểu các sư thì ngày xưa thì quá ngọ không ăn, vì chỉ trai mà, là quá ngọ tức là quá 12 giờ trưa là không ăn. Cho nên thì mọi người thiết trai hội thì chờ lâu quá, mọi người làm chưa quen cho nên là một chờ hơi lâu. Thì khi đó thì vua bảo là mới trưa mà, có nghĩa là mới buổi trưa thôi, chưa sang buổi chiều. Thì khi đó sư mới nói, lúc đó mới thấy bầu trời còn trong sáng á, thì sư mới nói bầu trời trong sáng, thiên tử nói mới trưa, nhất định là gì, là trưa. cái câu nói gì rất hay. Để cho vua thì thường thường chúng ta biết rồi, nếu mà ông mà tín tâm thì ông hộ pháp cho cả đất nước, cả tăng ni Phật tử cả nước được yên tâm tụ tập. Mà ông mà nổi cơn lôi đình rồi ông lên cái ra cái sắc lệnh của hủy diệt Phật pháp thì cũng chết luôn. Ngày xưa là đâu có phải như thời buổi bây giờ đâu. Ngày xưa là tất cả nhân dân trong nước đều là cái gì ở trong nước cũng là của vua mà. Đấy, con dân trong nước cũng là của vua, kể cả chùa chiền, nhân dân trong nước cũng phải chịu sự quản lý của nhà vua. Nếu vua mà ủng hộ Phật pháp thì Phật pháp hưng thịnh, vua không ủng hộ, vua bảo ra lệnh hủy chùa, bắt tăng, giết tăng, nhốt tăng thì cả triều đình cũng phải làm theo. Ngày xưa lệnh của vua là quân lệnh như sơn. Vua bảo chết thì thần phải chết, vua cho sống thì thần được sống. Đấy, cho nên khi thấy Thái Tổ Văn Hoàng Đế nhà Tống làm trai tăng thì đích thân xuống ngồi chiếu với gì, chiếu tre với các sư như thế, có nghĩa là ông rất tín kính Phật pháp rồi. Nhưng mà gia nhân có nghĩa là người hầu trong bếp cũng vua chắc là nấu cơm chay, cho nên nó bình thường thì nấu đồ mặn thì nó quen, nhưng bây giờ nấu đồ chay cho nên nó chưa quen, vì vậy mà làm nó hơi chậm một tí. Một số các vị sư là bảo là quá ngọ rồi không ăn nữa. Thế khi đó Thái Tổ Văn Hoàng Đế mới bảo rằng trời chưa xế chiều mà, trời chưa xế chiều, trời vẫn còn đang giữa trưa. Thì khi đó đấy, chúng ta thấy là ngài Trúc Đạo Sinh mới nói đấy, thiên tử bảo mới trưa, nhất định là gì, là còn đang giữa trưa. Sau câu nói đó thì vua cũng hoan hỉ, và sư thì liền lấy bát ăn cơm. Cái hình tướng ý của sư là thế, đó cũng là chính là do gì? Cho nên mà đây là thiên bị mà bây giờ các mang đây các đem đốt hết chùa đi và đốt của sư. Đây là cái khôn của chúng, cũng như đầu bếp, nhà bếp nó chưa là quen làm cơm chay. cho nên nó chậm nó khoảng độ 15-30 phút thôi, chứ không phải nó chậm sang đến 2-3 giờ chiều. Đấy, kiểu nó thế. Cho nên đây chúng ta mới thấy cái hành xử, cái ứng xử của thiền sư, của đại sư Trúc Đạo Sinh ấy, quả thật là nhanh nhạy và phù hợp vậy, khiến cho vua cũng rất hoan hỉ, thấy cái tâm của mình ấy, thành tâm để cũng thiết lễ cúng dường trai tăng như vậy ấy, mà chư tăng hoan hỉ nạp thụ, mặc dù nó hơi quá ngọ một chút nhưng chư tăng vẫn hoan hỉ nạp thụ, khiến cho gì, vua rất hoan hỉ. Sau đó sư xem đọc cứu xét hai chân tục, hai chân đế, tục đế. Chân đế tức là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật đó. Tục đế tức là chỉ cho đạo đức, các sách vở nói về đạo đức của thế gian đó. Hay là như Tứ Thư Ngũ Kinh ấy, hay là của Lão Tử hay của Khổng Tử vân vân gì đó, đó gọi là tục đế. Hoặc là Đức Phật gì nói về các pháp cho mọi người tu về ngũ giới và thập thiện á.
ngũ giới thì sinh làm người mà thập thiện thì sinh lên trời á, thì đó gọi là pháp tục đế, tức là pháp nó ở vẫn còn á, ở trong cái tam giới này, tu tập ở cái tam giới này, ngũ giới thập thiện, nhân đến những cái sách vở dạy về đạo đức vân vân ở thế gian này, thì đó gọi là pháp của tục đế, như là nhân lễ nghĩa trí tín của nhà nho vân vân, đó là pháp của tục đế. Còn đạo đế ở đây là chỉ cho các pháp xuất thế gian của Đức Phật, như là các pháp của hàng Thanh Văn, của hàng Bích Chi Phật và của Bồ Tát, đó là pháp gọi là đạo đế. Đạo đế tức là con đường xuất ly tam giới, tiến tới giải thoát giác ngộ và thành Phật, đó là con đường của đạo đế. Còn nhân lễ nghĩa trí tín vân vân, dạy cho con người ta trở thành một con người có tài, có đức, có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tín vân vân, đó thì gọi là pháp của đạo đế. Ngài đọc và tra cứu hết cả chân đế và tục đế, nghiên cứu kỹ nhân quả, tức là nghiên cứu rất kỹ về luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy vậy. Mới lập ra thuyết thiện bất thụ báo và đốn ngộ thành Phật. Tức là Ngài sau khi mà nghiên cứu cả chân đế tục đế một cách rõ ràng và nghiên cứu cả rất kỹ về nhân quả rồi mới lập ra cái thuyết. Tức là lập ra thuyết, tức là đưa ra một cái chủ thuyết đó. Đưa ra cái chủ thuyết này gọi là thiện bất thụ báo và đốn ngộ thành Phật. Lại trước tác cái luận nhị đế. Nhị đế tức là chân đế và tục đế đó. Luận Phật tính đương hữu, luận pháp thân vô sắc, luận Phật vô tịnh độ, luận ứng hữu duyên, cao siêu hơn thuyết diệu hữu, sâu xa của các sư xưa. Những người chấp văn tự đố kỵ nên phát sinh ra những lời thị phi. Chúng ta thấy thời nào cũng thế, cứ cái bậc tài gọi là kiệt xuất thì thường là bị gì ạ, bị những kẻ khác là thị phi. Thời nào cũng thế các quý vị, trừ thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là người mà gọi là bậc đại giác, công đức phúc báo của Ngài là vô lượng vô biên, cho nên các đệ tử với không thị phi với nhau mấy. Tất nhiên cũng có nhóm lục quần tỷ khiêu, Đề Bà Đạt Đa với lục quần tỷ khiêu ni vân vân đó, nhưng mà cái nhóm đó cũng không làm được gì nhiều, thì cái đức của Đức Phật quá lớn, Ngài nhiếp được hết. Nhưng còn thời sau này chúng ta biết là đấy, thầy của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, cái khi mà hành trì bộ kinh Pháp Hoa, nghiên cứu và tâm đắc sở đắc về kinh Pháp Hoa, sau này truyền tâm ấn cho Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, cũng là một cái bậc gọi là đố kỵ. Vì sau này Ngài Chí Giả cũng thế, lên núi Thiên Thai Ngài đấy, mệt lắm. Sư lại nghiên cứu kỹ về nhân quả, lập ra cái thuyết là thiện bất thụ báo. Đây mà nói đầy đủ là thiện bất thụ ác báo, nhưng mà người ta nói chỉ giảng là giảng đây, người ta chỉ là quyển sách chỉ là đặt là thiện bất thụ báo, cái thuyết đưa ra cái thuyết thiện bất thụ báo, tức là người làm việc thiện không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Đây là đúng với ý Phật rồi, đúng không? Gieo nhân lành được quả tốt mà, gieo nhân ác được quả xấu. Vậy đem gieo cái nhân thiện, làm các việc thiện thì đương nhiên làm sao mà thọ quả báo xấu nữa. Vì vậy mà Ngài đưa ra cái chủ thuyết là thiện bất thụ báo, tức là không phải đọa vào ba đường ác nữa, những người làm thiện ấy. Và đốn ngộ thành Phật. Đốn ngộ tức là gì? Là cái sự ngộ rất là nhanh. Nó không phải đi theo từ thơ lớp như Tu Đà Hoàn mới lên Tư Đà Hàm, rồi lên A Na Hàm, rồi lên A La Hán. Không. Mà cái này có đốn ngộ một cái là có chứng quả A La Hán ngay. Không cần phải đi qua Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Cái là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Không phải là đi theo kiểu thứ lớp tuần tự, từ thấp lên cao. Cái trường hợp này thì chỉ dành cho những bậc gọi là đại căn, những bậc thiện căn công đức lớn thì mới có thể
đốn ngộ được giáo pháp thầm thâm vi diệu của Phật Đà như thế. Còn hàng phàm phu chúng ta, nếu chúng ta có nói đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là lời trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi, lời nói đầu môi chóp lưỡi thôi các quý vị. Thế chúng ta, tâm chúng ta phiền não đầy rẫy, tham sân si thì chồng chất, làm sao mà có thể mà bảo là đốn ngộ là ngộ ngay được đâu. Chúng ta có thể ngộ về lý, nhưng về sự chúng ta phải gì? Phải tiệm tu. Lý có thể đốn ngộ, nhưng sự thì phải tiệm tu. Nghĩa là sao? Nghĩa là về lý thì chúng ta gì? Chúng ta ngộ được rồi, chúng ta hiểu được rõ ràng, minh bạch rồi. Nhưng mà về lý thì phải tiệm tu, tu dần để nó là đoạn cái tập khí đi. Cho nên người ta ngày xưa mới nói gì? Lý có thể đốn ngộ, nhưng sự thì phải tiệm tu mới hết những cái tập khí, hết những cái thói quen vậy. À, giống như ngày xưa tôn giả Kiều Trần Như ấy, chứng thánh quả La Hán rồi mà cái thói quen của ngài á, cứ đêm lại là cứ nhai tòm tẻm cái miệng, khiến cho các vị tân tỷ khiêu của các ngài thì các vị tân tỷ khiêu đến chưa chứng thánh quả La Hán, các vị cứ nghe ngài nhai tòm tẻm á, tối mà người sang á, cái bắt đầu là cười ầm lên với nhau mà ngài Kiều Trần Như vẫn cứ ngủ không biết gì. Thế một hôm mà Đức Phật ở trong tinh xá kỷ viên ấy, nghe thấy đại chúng cứ cười ầm cả lên, cười cứ ầm cả lên, bắt đầu Đức Phật thì biết rồi, nhưng mà ngài vẫn hỏi A Nan là có chuyện gì mà đại chúng cười hôm nay cười to thế. Kiểu nó như thế. Thế là tôn giả A Nan chạy sang ra đi xin Đức Phật ra ngoài để hỏi chư tăng xem có chuyện gì, ngoài có chuyện gì mà mọi người cười to thế. Thế tôn giả đi một chút thì về bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn là đại chúng đang nhìn là ngài Kiều Trần Như là ngủ, và khi ngài ngủ á, ngài ngủ say cho nên miệng ngài cứ nhai tòm tẻm ấy, như là con trâu ấy nhai cỏ ấy, cho nên là đại chúng mới thấy như vậy lạ vậy mà lại lấy những cái kim, cái chỉ hay là cái gì để trêu ấy, cứ cho vào miệng ngài lại rút ra rồi ngài lại nhai, cho lại rút lại nhai kiểu như thế. Thì đại chúng mới cười, mấy cái thầy mà mới xuất gia ấy, chưa chứng quả La Hán ấy, các thầy mới trêu như thế. Thế Đức Phật mới gọi các vị tỷ khiêu trẻ kia lên ấy, mới xuất gia kia lên, mới cũng quở trách cho một trận. Và Đức Phật ấy, dùng các phương tiện và quở trách cho, bảo là từ nay trở đi ấy, các ông là người xuất gia rồi, không được trêu chọc cười đùa một cách là mất hết oai nghi phép tắc như thế. Trong ba ngôi báu ở đứng nằm ngồi nói năng động khò như thế, và cái miệng gọi riêng tôn giả, nếu ông mà vẫn ở lại thế giới này thì khiến cho một số, cái thứ nhất là một số các vị tỷ khiêu trẻ, cái thứ hai là khiến cho một số những người dân tình họ biết được rằng A-la-hán mà vẫn còn một số những cái tập khí xấu ở đời dư báo đời trước như thế thì không hay. Và Đức Phật nói là thôi thì ông nên nhập định và đi lên cõi trời tịnh cư, ở trên đó để nhận sự cúng dường của chư thiên. Thế còn ông ở lại dưới này đấy thì ở lại thế gian này nó không hay, như thế, đại ý là như vậy. Đức Phật nói sơ sơ như vậy và nói về cái tiền thân của Kiều Trần Như cho ông ấy nghe. Và nói rằng sở dĩ mà ông ấy ngủ á, ông gáy o o và ông ấy cứ nhai tòm tẻm như là con trâu nhai cỏ á. Và nói rằng á, do thời Đức Phật Ca Diếp ngày xưa khi ngài nhập Niết Bàn rồi, ở cái thời tượng pháp của ngài, thế bây giờ có một vị A-la-hán, thánh tăng A-la-hán tu tập chứng quả A-la-hán và thường là lên chùa tụng kinh. Vào cái lúc tụng kinh đó thì bây giờ lại có một vị sa di trẻ mới vào chùa. Thì thấy vị A-la-hán đó thì già rồi mà gãy hết răng rồi. Thế là tụng kinh nó gãy hết răng thì đọc cái giọng nó thều thào mà các quý vị, mất hết răng rồi đương nhiên nó không, cái hơi lấy ra lấy vào nó không giữ được nữa, cho nó thều thào. Cho nên cái vị tỷ khiêu trẻ mới đến chùa, vị sa di trẻ mới đến chùa, nghe cái vị sa di, nghe vị tỷ khiêu già tụng kinh thì rất là buồn cười, và ông cứ thế ông cười,
ông cười nắc cười nẻ ra, cái ông Sa Di ấy, ông cười nắc cười nẻ ra xong rồi bắt đầu là cái vị tỳ kheo kia tụng kinh xong á, ra mới hỏi là tại sao đó, lại chú lại cười như thế, khi tôi tụng kinh tại sao chú lại cười như thế. Thế cái vị Sa Di nói rằng, ôi dồi ôi, con nhìn thấy thầy tụng kinh á, mà giờ con buồn cười con không thể chịu được. Thầy tụng kinh gì á, cái giọng nó thì lại như gì á, như tiếng của con bò nó rồi, nó kêu ấy, như con trâu con bò nó kêu ấy. Còn cái miệng của ngài thì nhai qua nhai lại, nhai qua nhai lại, nhìn nó thì kiểu như lúc thì qua lúc thì lại, lúc thì đọc nó mất hết răng mà, thì đương nhiên muốn phát ra âm thanh ấy, thì nó nhìn nó rất là vất vả. Thế cho nên cái vị Sa Di nói là cái nhìn ngài đọc kinh mà nhìn chẳng khác gì con bò nó nhai cỏ, con trâu nó nhai cỏ, con bò nó nhai cỏ, giọng của ngài thì chẳng khác gì con bò rống, còn cái miệng của ngài thì nó nhai qua nhai lại chẳng khác gì con bò nó nhai cỏ. Sau khi nghe vị Sa Di nói mình như vậy thì vị tỷ khiêu già kia mới bảo rằng, này ngươi không thấy ở trong kinh Đức Phật nói rằng ai bất cứ ai ở trên thế gian này mà chê bai các bậc thánh nhân, đặc biệt là những các bậc thánh nhân thì A-la-hán trở lên, chứng quả A-la-hán trở lên rồi đến cho Bồ-Tát và Phật thì người đó thì cái tội lỗi là vô lượng vô biên. Và vị A-la-hán, vị tỷ khiêu già cái mới nói rằng, ngươi không biết ta, ta đã gì, ta đã chứng quả A-la-hán rồi, nay ngươi không mau mau sám hối thì sau này ngươi sẽ đọa lạc trong A Tỳ địa ngục không biết bao nhiêu đời kiếp mới ra được. Nghe cái vị tỷ khiêu già nói như vậy thì vị Sa Di kia là liền là ăn năn sám hối và quỳ xuống và sám hối vị tỷ khiêu già. Sau vị tỷ khiêu già nói rằng, đó, ta đồng ý gì cho chú sám hối, nhưng bằng cái tâm khinh mạn và coi thường bậc thánh tăng ấy, cho nên là chú sau này vẫn phải thọ quả báo vào trong địa ngục, tuy không phải đọa trong A Tỳ địa ngục nhưng vẫn phải thọ quả báo ở trong địa ngục. Và hết cái quả báo ở trong địa ngục thì sau đó chú lại trải qua thì trăm ngàn đời làm thân gì, làm thân trâu, trăm ngàn kiếp làm thân trâu các quý vị, chứ không phải là ít đâu nhé. Thọ báo địa ngục, tuy không vào A Tỳ địa ngục nhưng mà vẫn phải vào địa ngục, hết tội địa ngục rồi làm quỷ đói, hết quỷ đói rồi làm thân súc sinh, và chính là hàng trăm nghìn kiếp làm thân trâu. Chỉ một câu nói thôi các quý vị, chỉ một cái câu chê bai gì bậc hiền thánh xuất thế thôi các quý vị. Đấy, đọa trong địa ngục tuy không phải A Tỳ địa ngục nhưng thọ khổ ở trong các địa ngục, hết tội khổ trong địa ngục ra làm ngạ quỷ đói khát, lửa cháy hừng hực, khổ đau vô cùng, đói khát vô tận, chịu hết cái tội khổ ở trong đường quỷ đói rồi lại làm thân súc sinh, cái tập khí. Từ đó cho La Hán vị tỷ khiêu già cái nói rằng, ta đã chứng quả là ở lại thế gian nữa, tức là bị lộ rồi mà không được. Thường pháp của thiên cơ là một cái là đi ngay kiểu là thế, nói là lộ thiên cơ nhưng đây không phải là thiên cơ, tức là các ngài đã nói ra mình đã chứng thánh quả A-la-hán hay Bồ-Tát hay Bích Chi Phật vân vân gì đó, có nghĩa là lúc đó các ngài đi không ở lại thế gian nữa, không nhận sự cúng dường của thế gian nữa, các ngài đi ngay. Cho nên sau khi nhận cái sự sám hối của vị Sa Di kia, vị tỷ khiêu già A-la-hán kia liền là nhập niết bàn ngay, ngay tại chỗ luôn. Nhập niết bàn tức là ngài đứng mà thị tịch ngay cái lúc đấy luôn. Chúng ta thấy cho nên cái vị Sa Di kia lại càng kính trọng và càng ăn năn sám hối, nhưng mà vẫn phải trải qua những kiếp ở trong địa ngục ngạ quỷ xong rồi sang làm súc sinh. Đó, cái thói quen mà con trâu con bò thường là nó tự nó không nghiền được cỏ, và đến tối lại là nó phải ựa ra. Tối lại chúng ta thấy cứ để ý con trâu con bò mà xem, đến tối lại nó lại ựa cỏ ra và nó nhai cứ tỏm tèm cả đêm như vậy. Nó ngủ mà nó vẫn nhai các quý vị. Chúng ta thấy con trâu thì tối nó ngủ, nó nhắm mắt nghiền lại mà nó vẫn cứ nhai cỏ, mà nó cứ nhai tẩm tẩm như vậy. Chứ là nó nhai cỏ đấy. Nó ăn theo cái tiềm thức nó quen rồi. Vừa ngủ vừa nhai, vừa ngủ vừa ăn. Ban ngày thì đi ăn, nó gặm thật nhiều cỏ vào trong dạ dày của nó. Nhưng ban đêm về thì lại ựa ra, từng miếng lại, nó lại mửa ra về, nhai kỹ cái cỏ đó, lại nuốt vào. Đấy. Cho nên nó thành thói quen. Vì vậy mà Ngài Kiều Trần Như trải qua hàng trăm
ngàn kiếp làm thân trâu bò như thế. Vì vậy mà đêm ngày xưa vì nói gì, ngày xưa vì nói cái vị tỷ khiêu cái tùng kinh giọng như bò giống, cho nên bây giờ tối lại ngủ thì ngáy o o chẳng khác gì con bò nó kêu vậy, rầm rầm như thế. Và nói thì nhìn cái miệng của ngài á, nhai qua nhai lại chẳng khác gì con trâu nó nhai cỏ cả. Vì vậy mà đêm là gì, bây giờ chứng quả A-la-hán rồi, trả hết cái tội địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, bây giờ tu gặp Phật á, Thích Ca chứng quả A-la-hán rồi mà ngủ đêm vẫn cứ nhai tỏm tẻm như thế. Cứ tự nhiên nhai thôi, thành thói quen. Mà ngáy thì ầm ầm như là trâu như bò, hồn hào hồn hển ra. Mà đặc biệt là cứ nhai không thế thôi, không biết cái gì cả, mà ngủ rất say không biết gì. Tại đấy là cái nhân do đời trước kiếp trước là chúng ta thấy chỉ có lăng nhục và coi thường, coi khinh một vị Thánh Tăng A-la-hán thôi, vị tỷ khiêu Thánh Tăng A-la-hán thôi, mà tội khổ như thế đấy các quý vị. Đến bây giờ gặp Phật Thích Ca chứng quả A-la-hán rồi, Kiều Trần Như tính là gì, là một trong 50 anh em ông Kiều Trần Như đó, Kiều Trần Như, A-sa-di, A-thấp-bệ đó, đó, Ma-ha-nam và Mã Thắng đó, đấy, 50 anh em được Đức Phật độ cho xuất gia đầu tiên đều chứng quả A-la-hán đầu tiên đó, ở tại vườn Lộc Uyển đó. Nhưng mà thế chúng ta thấy không? Mà sau này còn có cái dư khí, cái tập khí do hàng trăm ngàn kiếp làm thân trâu bò như thế. Đấy. Cho nên chúng ta bây giờ là tăng ni, là Phật tử hay là cư sĩ vân vân, chúng ta phải khéo với cái miệng của chúng ta vậy. Đừng có đi chửi bới người khác, đừng có đi coi thường vị khác, đặc biệt những người đó là người tu. Rồi sau này mà họa đó, khẩu họa từ gì ạ? Họa khẩu họa tòng khẩu xuất đó, tức họa từ miệng gì mà sinh ra đó, hay là họa tòng khẩu nhập, tức họa cũng gì từ miệng mà vào, họa cũng từ miệng mà ra. Các cụ ngày xưa nói họa từ miệng mà vào, mà họa cũng từ miệng mà ra. Tại cho nên hãy nhìn cái tấm gương của Kiều Trần Như. Và sau này khi Đức nghe Đức Phật nói như vậy thì tôn giả Kiều Trần Như liền là hoan hỷ, và ngài nhập định, và ngài đi lên xuất thần, và ngài đi lên trên cõi trời tịnh cư. Ngài lên cõi trời tịnh cư và nhận sự cúng dường của chư thiên ở trên đó, không ở lại nhân gian nữa. Vì ở lại nhân gian một số các vị tỷ khiêu trẻ mới xuất gia cứ cười, thế sợ là lại phải tội, khiến họ lại phải tội như mình ngày xưa ấy, mà lại coi thường, lại phải tội như thế. Cho nên ngài hoan hỷ lễ tạ Đức Phật, và ngài ngồi thiền đi vào hang sâu núi sâu, và ngài ngồi thiền, ngài xả bỏ báo thân, và ngài đi lên cõi trời tịnh cư để hưởng phúc báo, để hưởng gì, hưởng cái nhận cái sự cúng dường của chúng chư thiên có trên cõi trời tịnh cư. Đấy, đây đang nói gì, nói về cái pháp đốn ngộ, đang nói về pháp đốn ngộ, tức là gì, lập tức thành Phật. Ngộ thì có thể gì, có thể là ngộ được ngay, ngộ được nhanh, ngộ thì gọi đốn ngộ được, nhưng mà tu phải tiệm dần dần, nó mới hết những cái tập khí. Chúng ta thấy A-la-hán Kiều Trần Như đã thành Phật, đã thành A-la-hán rồi, mà cái tập khí của con trâu nhiều đời nhiều kiếp chứ con trâu con bò vẫn chưa hết cơ mà, khủng khiếp như thế. Đây là tập khí đấy, nó là tập khí. Tuy rằng ngài không còn phiền não, không còn một ý thức nào về cái chuyện đó nữa, nhưng mà những cái tập khí cái tập khí. Cho nên ở đây chúng ta mới nói là ngộ thì có thể đốn ngộ, nhưng tu thì phải tiệm tu vậy, để dần dần buông bỏ hết những cái tập khí xấu, nó còn thì còn ăn theo chúng ta. Ngài lại trước tác cái bộ luận về nhị đế. Nhị đế thì là nói về chân đế và tục đế đó. Chân đế thì là nói gì, các pháp giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dạy, như là tu tập làm sao để cho chứng được quả tu đà hoàn, tứ đà hàm, a la hàm, a la hán, bích chi Phật, bồ tát, nhân đế thành Phật đó, gọi pháp đó gọi là pháp chân đế. Còn pháp tục đế là dạy cho con người ta làm tu tập về ngũ giới thập thiện, quy tam bảo, ngũ giới thập thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để mãi mãi về sau không bị đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa, mà thường sinh gì trời người. Đấy.
Đó đó gọi là gì? Gọi là tục đế, dạy con người ta sống đúng với đạo đức, đúng với luân thường đạo lý, hay nói theo nhà Nho đó gọi là sống gì? Sống đúng với nhân lễ nghĩa trí tín vân vân đó. Đó. Đó gọi là trước tác cái bộ luận về nhị đế. Sau lại trước tác bộ luận là về Phật tính đương hữu. Tức là Phật tính này, chứ đương hữu ở đây Phật tính là chỉ cho cái tính Phật sẵn có trong mỗi chúng sinh rồi. Đương hữu tức là có sẵn. Chứ đương ở đây là luôn luôn. Đó. Là luôn luôn. Chứ hữu ở đây là có. Đương hữu tức là Phật tính thì có sẵn ở trong mỗi chúng sinh, trong mỗi con người chúng ta vậy. Rồi lại trước tác luận này, pháp thân vô sắc, tức là nói về pháp thân của Phật ấy, là vốn không gì, không có vô sắc, tức là không có gì, không có sắc tướng, không có hình thể, không có sắc tướng xanh vàng đỏ trắng tím đen hồng lục cam gì gì đó vân vân, không có sắc tướng. Pháp thân Phật ấy, là vô sắc, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nói thì rộng thì bao trùm cả thái hư, nói nhỏ thì chui lọt ở trong gì cả sợi tơ sợi tóc vậy. Đó gọi là pháp thân vô sắc. Còn tạo thêm luận là gì? Phật vô tịnh độ. Luận Phật vô tịnh độ. Tức là Phật vô tịnh độ, Phật là gì? Chư Phật đó thì thường là không vô tịnh độ, tức là không gì? Không ở trong quái tịnh mà đâu đâu cũng là gì? Cũng là tịnh. Không ở trong quái tịnh nhưng đâu đâu cũng là tịnh. Tức là chư Phật á, tâm của các ngài đã chứng ngộ được ở mấy cảnh giới gọi là nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật. Còn chúng ta mê mờ thì nhìn tất cả Phật đều thành là chúng sinh ấy. Đấy, đấy, nó khổ thế. Cho nên chúng ta mới gì? Chúng ta nhìn tất cả những vị Phật đều là chúng sinh, những vị Phật tương lai đều là chúng sinh, vì vậy chúng ta mới có gì? Mới có nuôi gà, nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò để giết, để ăn thịt. Đúng không? Nuôi cá, nuôi cá, nuôi chim, nuôi tôm, cua, ốc, ếch cũng là để giết, để ăn thịt. Còn Phật đó thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Vì vậy mà chư Phật gì ạ? Không bao giờ sát sinh hại vật. Cũng không ăn thịt gặm xương, mút tủy, hút máu gì, uống máu của chúng sinh nữa. Vì Phật thì Phật với chúng sinh là bình đẳng như nhau. Không thể một ông Phật này là đi sát hại và ăn thịt một ông Phật khác. Cho nên Phật nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật là như thế. Còn chúng sinh thì mê mờ, cho nên nhìn tất cả gì? Tất cả Phật đều là chúng sinh. Chúng ta cho đó là con gà. Con gà là con gì ạ? Chúng ta nuôi để hôm nay chúng ta nuôi nó thì ngày mai nó thì phải trả ơn chúng ta để chúng ta gì diệt ăn thịt nó. Con lợn chúng ta nuôi nó thì cho nó ăn 3-4 tháng nay. Bây giờ thì cũng để lấy lúc nó trả ơn chúng ta, nó phải gì? Nó phải để chúng ta thịt, hoặc chúng ta bán nó cho gì? Đổ tể. Chúng ta lấy tiền gì? Để tiêu, chi tiêu, vân vân. Đó. Phàm phu thì nhìn tất cả Phật đều thành chúng sinh. Cho nên mới có cái chuyện phân biệt ta là giai cấp, là tầng lớp là gì? Thượng lưu, được sinh làm người. Còn xuất sinh ấy, là giai cấp, là tầng lớp gì? Hạ lưu, phải sinh làm gì? Làm con vật, những con gà, chó, lợn, trâu, dê vân vân. Ngẫu nhiên nó phải phục vụ, mạng sống của nó để phục vụ cho chúng ta. Con chó nuôi nó để nó phải trông nhà cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta không cần nữa, chúng ta có thể đập đầu nó và giết nó để ăn thịt, vân vân. Đó, chúng ta thấy con người chúng ta do mê, không ngộ, không giác, không giác ngộ ra. Do mê vọng cho nên nhìn thấy chúng sinh là chúng sinh, thậm chí là nhìn thấy Phật cũng là chúng sinh. Phật thì nhìn thấy chúng sinh là Phật, còn chúng sinh thì nhìn Phật là chúng sinh. Khác nhau cái chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta mới tạo vô lượng tội lỗi như sát đạo dâm vọng. Còn Phật nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật, cho nên không tạo tác bất cứ một điều lỗi nhỏ nào nữa. Cho dù đó là chửi mắng hay là đó là đánh đập, chứ không nói là giết hại chúng sinh nữa. Vì Phật tôn trọng gì? Tất cả chúng sinh, nhỏ như con trùng, con kiến, con gì? Con giun, con dế, lớn như con trâu, con bò, chó, con lợn hay con voi, con ngựa vân vân, đều là gì? Đều có thể thành Phật.
kiếp này á, nó do cái nhân tu xấu ở đời trước cho nên nó làm súc sinh. Nhưng nếu mà nó biết ăn năn hối cải, biết sám hối, biết tu tập các thiện nghiệp, đời sau nó lại làm người, thậm chí nó làm trời. Nếu mà nói thì tu tập tốt có khi nó làm Bồ Tát, mà thậm chí thì nó thành Phật. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành là như thế. Đó, cho nên ở đây mới nói là Ngài á, tạo cái bộ luận gọi là Phật vô tịnh độ. Tức là Phật không á, ở trong cái quái tịnh độ như là Tây Phương Cực Lạc hay quái tịnh lưu ly vân vân đâu. Mà Phật á, đâu đâu cũng là gì? Là quái tịnh độ. Vô tịnh độ như nhi á, nhi á, thường sinh tịnh độ. Tức là ở trong á, nói là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đạt đến cái trình độ là cứu kính rồi, bao dung rồi, viên mãn rồi, biến khắp mười phương rồi. Tịnh mà không tịnh đó mới gọi là tịnh. Không tịnh mà tịnh á, đó mới gọi là gì? Gọi là tịnh. Cho nên chúng ta thấy khi Ngài viết cái bộ luận này rồi, là rồi lại viết thêm cái bộ luận rồi, ứng hữu duyên. Tức là chư Phật á, tuy á, không trụ ở trong gì quái tịnh độ, nhưng mà vẫn thường gì? Thường trụ trong tịnh độ, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Các ngài vì gì? Vì ứng theo cái căn cơ, cái nhân duyên của chúng sinh, cho nên các ngài chỉ có thể hiện ra để thành Phật hay thành Bồ Tát hay thành Thánh Tăng hay thành Bích Chi Phật để độ chúng sinh. À, ví dụ như Đức Phật Thích Ca chúng ta trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng, Ngài nói Ngài thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Nên cái hóa thân đó, mà Ngài thành Phật đấy ở tại Giáng sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ ấy, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn ấy, tại đường Sa La sông Thọ ấy, cái đấy chỉ là gì? Hóa thân của Ngài mà thôi, gọi là ứng hữu duyên mà thị hiện. Thấy chúng sinh á, có duyên cho nên á, các ngài gì á, ứng thân, dùng ứng hóa thân để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Cho nên ở đây á, chúng ta mới thấy rằng người ta ở đây mới nói gì? Cái sự chứng ngộ cao siêu huyền diệu sâu xa của gì của sư á, khiến cho gì tất cả các sư ở Trung Quốc lúc bấy giờ không hiểu được cái sự chứng ngộ của Ngài, tức là không đạt được cái cảnh giới của Ngài. Vì vậy mà rất nhiều người sinh ra để cái chấp trước và văn tự, và nói rằng Phật không trụ trong tịnh độ thì Phật trụ ở đâu? A Di Đà Phật chẳng trụ ở Tây Phương Cực Lạc thì Phật trụ ở đâu? Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật không trụ ở quái tịnh độ Lưu Ly thì trụ ở đâu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nhập Niết Bàn không trụ trong quái vô dư Niết Bàn thì trụ ở đâu? Đấy, kiểu nói như thế. Cho nên mọi người mới đả phá Ngài. Đả phá Ngài, đả phá rất nhiều. Nhiều người chấp vào văn tự cho nên đố kỵ đả phá Ngài. Nên phát sinh ra những lời thị phi rất lớn ở trong kinh thành vậy. Chưa hết, chúng ta đấy chưa đạt được đỉnh điểm. Lúc đấy mới là họ đố kỵ và sinh ra cái chuyện thị phi ở trong kinh thành mà thôi. Sau này, Ngài lại gì? Ngài lại... lại trước đây khi kinh Niết Bàn 6 quyển đến lại trước đây kinh Niết Bàn 6 quyển đến kinh thành, sư phân tích nghĩa lý thâm nhập lẽ sâu xa kinh này rồi nói nhất xiển đề đều có thể thành Phật. Tức là cái lúc đầu kinh Niết Bàn đến Trung Quốc dịch mới được có 6 quyển thôi, chưa dịch được hết trọn bộ, chưa dịch hết được trọn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên lúc đó là gì, là cái phần dịch mới dịch hết cái phần quyền thượng, mới có người dịch cái phần quyền thượng của kinh Đại Mát Địa Bản, rồi quyền hạ thì Đức Phật mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Trước đây thì nói là nhất xiển đề không thành Phật, nhưng cho đến cái phẩm cái gần cuối của kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mới nói nhất xiển đề đều có thể thành Phật. Nhưng trước đây thì chưa có ai dịch tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc cái quyển hạ của cái kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phần sau kinh Đại Bát Niết Bàn đó,
Cho nên khi mới dịch ra quyển thượng thôi, thì Ngài Pháp Sư Trúc Đạo Sinh, Ngài đã chú giải kinh Niết Bàn. Và Ngài phân tích, giảng giải một cách gì tường tận. Nhưng có mỗi một điều Ngài nói gì, nhất xiển đề đều có thể thành Phật. Cho nên tất cả tăng chúng ở Trung Quốc lúc bây giờ, kể cả các vị sư Ấn Độ, kể cả Ngài gì, Ngài Kiêu Ma La Thập. Kiêu Ma La Thập là Tam Tạng Pháp Sư, nhưng mà cũng chưa dịch được, chưa có quyển kinh, quyển hạ của kinh Niết Bàn, cho nên chưa dịch được, chưa gặp. Chúng ta thấy ngày xưa đâu kinh điển nó có dễ lưu thông đâu các quý vị, khó lắm. Lúc Ngài Kiêu Ma La Thập là chưa có bản dịch quyển hạ của kinh Đại Mắt Niết Bàn. Cho nên là chính chư tăng ở trong kinh thành đứng lên để phản đối là Ngài Trúc Đạo Sinh này tuyên thuyết là gì? Là đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật trước đây. Gọi là cái tội, gọi là mắc vào trong một trong năm tội ngũ nghịch, gọi là phá pháp luân tăng, hay còn gọi mình là chuyển pháp luân tăng đó. Đứng lên trong tất cả kinh điển của Đức Phật nói là nhất xiển đề bất thành Phật, tức là cái hạng nhất xiển đề mà bất tín nhân quả báng phá tam bảo, nó hạng người này thì không bao giờ thành Phật được, cho nên gọi là nhất xiển đề bất thành Phật, tức là hạng báng phá tam bảo và bất tín nhân quả đó không bao giờ thành Phật được. Nhưng Ngài Trúc Đạo Sinh Ngài sau khi chú thích cái phần quyển thượng của kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển hạ thì chưa có, chưa ai dịch ra, chưa có, lúc đấy bây giờ chưa có, chưa có quyển hạ bằng tiếng Phạn sang Trung Quốc luôn, cho nên chưa ai dịch được, kể cả cái Ma La Thập Pháp Sư cũng chưa có và chưa dịch. Vì vậy mà khi mà tăng chúng ở trong cả nước thấy Ngài nói là nhất xiển đề đều có thể thành Phật đó, tất cả đều đứng lên phản đối. Và Ngài Kiêu Ma La Thập cũng phản đối. Tức là thầy mình đó các quý vị, sư phụ đó là Ngài Kiêu Ma La Thập đó cũng không bênh. Nói chung Ngài Kiêu Ma La Thập không phản đối, nhưng mà cũng không bênh là đệ tử của mình là đúng. Tăng ni khắp cả nước mà đứng lên phản đối mà Ngài Kiêu Ma La Thập lại bênh đệ tử của mình là đúng thì cũng không được. Cho nên Ngài Kiêu Ma La Thập là ở trong cái trạng thái gọi là yên lặng. Người ta hỏi Ngài đó, Ngài cũng yên lặng, không nói là đệ tử của mình, là học trò của mình là Trúc Đạo Sinh đúng hay sai. Nếu mọi người đến hỏi Kiêu Ma La Thập thì Kiêu Ma La Thập thì vì lúc đó là bản dịch cái quyển hạ của Đại Bát Niết Bàn là chưa có, mới chỉ có phần đầu, thì vẫn chủ trương là gì? Là nhất thiền đề, nhất xiển đề bất thành Phật. Những này học trò của Ngài Kiêu Ma La Thập lại nói nhất xiển đề đều có thể thành Phật, cho nên cái này nó trái ngược đi, lại ngược lại với giáo pháp của Đức Phật lúc bấy giờ đã được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Vì vậy mà đại chúng đến hỏi Kiêu Ma La Thập, Kiêu Ma La Thập yên lặng. Mà đại chúng thì cứ như phép tăng mà cử thôi. Yên lặng có nghĩa là gì? Là bằng lòng. Có nghĩa là nghĩ rằng Kiêu Ma La Thập cũng bằng lòng để cho gì? Cho cử tội học trò của Ngài là Trúc Đạo Sinh. Cho nên là tăng chúng trong nước lúc đấy mới, các bậc tôn túc trưởng lão lúc bây giờ là họp lại, hội họp lại về gì? Và cử tội Trúc Đạo Sinh và cho rằng là phá pháp của Phật, cho nên đuổi ra khỏi tăng đoàn. Đấy, chúng ta thấy khủng khiếp không? Ngày xưa các chư tăng, các ngài cũng kinh lắm chứ không phải. Đuổi Trúc Đạo Sinh ra khỏi tăng đoàn, tức là không cho xuất gia nữa, tức là trục xuất đó, mình gọi là trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Bây giờ đại bản kinh Niết Bàn quyển hạ thì chưa chuyển vào Trung Quốc, cho nên chưa có, chưa dịch, chưa ai dịch cái phần sau. Chỉ một mình sư phát hiện ra mà thôi, tức là Ngài giải thích cái quyển thượng của kinh Đại Mắt Niết Bàn, Ngài phát hiện ra là tự nhiên Ngài tu mà Ngài chứng mà. Ngài là bậc chân tu cho nên Ngài chứng ngộ mà. Vì vậy mà Ngài ở trong thiền định Ngài mới biết được chứ. Ngài trong thiền định Ngài mới biết được và Ngài nói. Thì nhưng mà ai lại Ngài đi nói rõ ra là tôi ở trong thiền định, tôi nghe Phật nói như thế hay gì, ai tin. Cho nên khi Ngài giải thích ra như mọi người không tin thì thôi. Lại còn cử tội đuổi Ngài khỏi tăng đoàn nữa. Cho nên vì những cái lời dạy của Ngài á, là trái với gì? Những cái sự hiểu biết của gì? Của rất nhiều các vị tăng ni lúc bấy giờ. Vì vậy mà Ngài bị những tăng ni chấp vào văn tự rất đố kỵ Ngài. Ai lại đi viết một cái bộ luận là Phật vô tịnh độ, tức là Đức Phật thì không trụ ở trong cõi tịnh độ, vân vân. Rồi Ngài thì Ngài giảng như thế mà. Cho nên những cái người mà chấp vào văn tự này là không bằng lòng. Vì vậy mà đuổi Ngài ra khỏi tăng đoàn. Thế là gì? Thế là những người cựu học cho lời này là gì? Là tà thuyết. Những người cựu học tức là từ Ngài trở về trước gọi là cựu học.
tức là từ cái thời của ngài á, trở về trước cho cựu học, cho là gì? Cho là ngài bị tàu hòa nhập ma, tà thuyết, nói ra những lời tà trái với giáo lý kinh điển của Đức Phật. Kinh điển của Đức Phật trước đây đều nói là nhất thiền đề bất thành Phật, nay tự nhiên là mình ông ấy nói là nhất thiền đề có thể thành Phật, cho nên mọi người mới cho là tà thuyết, với lại họ tức giận vô cùng. Tức là các vị sư trước đây là tức giận vô cùng, các vị sư gọi là cựu, tức là học trước, tức giận vô cùng mới nêu ra trước đại chúng rồi quyết định đuổi sư. Đấy, tức là cử tội tăng, đưa là tăng thì cử tội và đuổi sư. Giữa đại chúng sư tranh biện, sư giữa đại chúng sư gì trang nghiêm phát thệ, tức là khi sư bị đuổi á thì ở giữa chúng tăng đoàn như thế, sư trang nghiêm đứng thì trang nghiêm chắp tay và phát lời thệ như thế này: nếu lời của tôi không hợp với nghĩa kinh thì tôi xin đời này sẽ chịu báo, sẽ chịu ác báo bệnh cùi bệnh hủi, còn nếu khế hợp với thật tướng thì nguyện tôi sẽ ngồi trên tòa sư tử mà bỏ thân này. Ngài khi mà bị tăng cử tội ấy, để đuổi ra khỏi chúng ấy, xuất chúng ấy, thì ngài có trang nghiêm chắp tay gì mà phát nguyện rằng nếu những cái lời của tôi ấy, mà viết mà giảng ấy, mà viết ra ở trong trong luận ấy, luận tạng ấy, những cái bộ luận như là luận nhị đế này, luận Phật tính đương hữu này, luận pháp thân vô sắc này, luận Phật vô tịnh độ này, luận ứng hữu duyên này, rồi luận gì giảng giải kinh Niết Bàn phần quyển thượng này, đấy, trong do giảng giải kinh Niết Bàn quyển thượng này nói là nhất thiền đề đều có thể thành Phật, chỉ một cái câu này thôi người ta tất nhiên là không thích ngài từ trước rồi, nhưng bây giờ đến cái câu này người ta mới vin là ngài gì ạ, ngài nói ngược lại giáo lý của Đức Phật. Vì tất cả trong kinh điển của Đức Phật chưa có kinh nào ngoài cái quyển hạ của kinh Đại Mát Niết Bàn mà chưa được dịch đó nói rằng nhất thiền đề đều có thể thành Phật. Còn tất cả từ đó về trước thì tất cả kinh điển ấy, được dịch ra, kể cả ngài Kim Ma La Thập là thầy của ngài á, cũng chưa dịch cái bộ kinh nào mà nói rằng nhất thiền đề đều có thể thành Phật, mà đều thống nhất là nhất thiền đề bất thành Phật, tức là hạng bất tín nhân quả báng phá tam bảo thì không bao giờ thành Phật được. Đấy, ý là như thế. Cho nên bây giờ thì ngài tự nhiên là đi nói ngược lại với lời cả lời thầy của mình là Tam Tạng Pháp Sư Kim Ma La Thập và tất cả các vị pháp sư từ đó về trước nữa. À, mọi người không bằng lòng, nhân cơ hội này đem đuổi khỏi ra khỏi tăng đoàn. Nói là tà thuyết. Nhưng mà ngài vẫn không chịu. Khi đại chúng cử tội, ngài không chịu, ngài đứng lên để phát nguyện là nếu lời của tôi không khế hợp với nghĩa kinh, không khế hợp với nghĩa kinh thì tôi sẽ xin đời này sẽ chịu cái ác báo và bệnh cùi bệnh hủi. Ngày xưa cái bệnh cùi bệnh hủi là rất đáng sợ các quý vị, thân thể gì nó ra nước và gì nó cứ ngứa ngáy và đau đớn, nó cụt hết ngón chân ngón tay đi, thậm chí là cụt, nó ăn cụt hết cái khớp, ăn hết cái thịt khớp hết, cụt hết, thậm chí có người ăn cụt lên tới đầu gối tới thân thể này đó, khủng khiếp lắm các quý vị. Cái bệnh cùi bệnh hủi ngày xưa nó không có thuốc chữa, và mình bây giờ gọi là bệnh phong đó, bây giờ bệnh phong thì nó còn có thuốc chữa rồi. Nhưng ngày xưa không có thuốc chữa, giống như cái bệnh corona bây giờ, COVID-19 bây giờ chưa có thuốc chữa, chưa tìm ra thuốc chữa đặc trị. Cho nên ai cũng sợ. Nếu mà tìm ra thuốc chữa rồi thì cũng coi như là một bệnh cúm thôi, ai sợ nữa đâu. Nhưng bây giờ thế giới chưa có cái thuốc chữa corona, COVID-19 cho nên ai cũng sợ. Ngày xưa bệnh cùi cũng thế, không ai chữa được, không bác sĩ nào chữa được, không có thần y nào chữa được. Bị cái đó chỉ có sống chung đau khổ cho đến chết mà thôi. Mà nó là hay lây lan. Lây lan qua đường gì ạ? Đường máu. Tức là nó da thịt chúng ta mà chảy xước một cái thì mà bị lây cái máu của người đó, bệnh cùi đó vào mình, nó cái là chết ngay. Mà kể cả không lây, chúng ta không xước tay mà chúng ta ăn lây vào cái bát đũa của họ, bát đũa của họ là cũng bị luôn. Đấy. Trong quê nhà tôi ngày xưa có một người, các cụ kể là có một người bị bệnh như thế, và người ta đem cả dân làng đem ông ấy nhốt vào trong một cái hang đá, không cho tiếp xúc gì. Và ở đó một thời gian là ông ấy chết ở đấy. Và ông ấy chết ở đó mà cũng không ai dám đến nữa. Người nhà còn cũng không dám đến nữa, lấy xác ông để chôn nữa. Và sau này con mối, cái mối nó đùn lên, nó chôn kín cái xác của ông ấy.
Và ngày xưa tôi đi chăn trâu chăn bò đến đó thì các cụ có gọi là hang gì, hang hủi ấy. Ở trong quê của tôi cái bệnh cùi này gọi là bệnh hủi mà, bệnh cùi, bệnh hủi. Thì gọi cái hang đó là hang hủi. Gọi là hang hủi tức là cái ông, có cái ông mà ngày xưa bị hủi mà chết ở đấy. Dân làng họ sợ quá, họ đem vứt ra ngoài, nhốt ông vào đấy, không cho ông về làng nữa. Sau đó ông chết, không ai đến lấy xác và mối nó đùn lên. Sau này gọi là hang hủi. Đấy cho nên ngài Trúc Đạo Sinh ngài phát nguyện rằng tất cả những cái gì, cái lời giải thích, lời nói của tôi và cái gì, các luận giải thích của tôi về kinh Phật đó, nếu mà không thầm hợp với nghĩa kinh của Phật đó, không đúng bản ý của Phật đó, tôi nguyện sẽ chịu báo ngay cái đời này sẽ chịu bệnh cùi bệnh hồi. Nhưng còn nếu những cái lời giảng của tôi, lời nói của tôi mà hợp với gì, hợp với thật tướng của Phật, hợp với thật tướng, hợp với nghĩa kinh, hợp với bản ý của Phật đó, thì nguyện đấy gì, tôi sẽ được ngồi tòa sư tử mà bỏ báo thân này. Ngồi tòa sư tử tức là ngồi gì, ngồi tòa sen đó, thành Phật đó. Đấy, khi bỏ báo thân này thì ngồi tòa sen, ngồi tòa sư tử mà bỏ báo thân này. Nói xong á, sư phất áo thì ra đi, tức là sư không phục tất cả các sư cử tội mình ấy. Không phục vì cái nhìn, cái thấy, cái biết của ngài Trúc Đạo Sinh là vượt hẳn tất cả những cái nhìn, cái thấy, cái biết của các sư lúc bấy giờ. Ngài Kiêu Ma La Thập không biết là có biết được hay không, nhưng mà sư đến hỏi Kiêu Ma La Thập là thầy dạy học cho gì, cho Trúc Đạo Sinh này, Kiêu Ma La Thập yên lặng. Mà lúc đó tăng mà thầy của vị ấy yên lặng có nghĩa là đồng ý cho chúng ta cử tội và đuổi vị rồi. Đang tức, đang ghét, đang ghét cho nên là lợi dụng vào là Kiêu Ma La Thập không nói năng gì, yên giữ thái độ yên lặng, cho nên là nói rằng yên lặng là đồng ý, trong tăng yên lặng là đồng ý, cho nên là đuổi. Đấy, chúng ta thấy sau khi phát nguyện xong ấy, ngài Trúc Đạo Sinh rồi nói xong mà cái là đứng dậy gì, phất áo và bỏ đi vào núi Hổ Khâu. Phất áo bỏ, đứng dậy và phất áo, phất tay áo một cái là bỏ đi luôn, không nói không rằng gì thêm, không cãi, không có giải thích, không lý lẽ gì thêm nữa cả. Ngài vào trong núi Hổ Khâu. Núi Hổ Khâu ở phía tây bắc huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vào cuối thời Xuân Thu, vua Phủ Sai nước Ngô mai táng phụ thân là Hạp Lư ở nơi đây. Tương truyền sau khi mai táng 3 ngày, có con hổ trắng xuất hiện trên nền mộ, cho nên gọi là núi Hổ Khâu. Một thuyết khác cho rằng hình dáng của núi này giống như con hổ ngồi, cho nên mới có tên là Hổ Khâu. Hổ Khâu tức là hổ ngồi đó. Giống như cái núi đây giống như hình con hổ á. Đấy, cho nên ở đây mới nói là sư sau khi phất tay áo bỏ đi như vậy thì sư vào thẳng trong núi Hổ Khâu ở quận Ngô. Trong 10 ngày vài trăm người đến thăm học. Trong vòng 10 ngày á, 10 ngày đầu ngày vào đây á, thì có vài trăm người đến thăm tham học. Đến mùa hạ năm ấy, xét đánh Phật điện chùa Thanh Viên, mọi người chợt thấy một con rồng bay lên trời, bóng hiện ở bức tường phía tây, nhân đó đổi tên chùa là Long Quang. Khi ấy mọi người than rằng rồng bay rồi, sư nhất định sẽ đi. Chúng ta thấy sau khi mà sư phất áo đứng dậy không chịu cái sự cử tội của mọi người để đuổi sư ra khỏi tăng đoàn á, thì sư phát nguyện như thế để phất áo bỏ đi, thì khi mà không có đương sự ở đấy, trong luật của tăng á, không có đương sự ở đấy mà đương sự bỏ đi như thế thì tăng cũng không thể cử tội được nữa, mà cử tội cũng không thành. Bởi vì cử tội của tăng là vị đó phải nhận tội thì mới được, chứ vị đó chưa nhận tội thì cũng không được. Thì như ở ngoài pháp luật, ở ngoài xã hội của chúng ta gọi là phản cung đó, người ta phản cung, người ta không nhận cái lời khai của người ta trước đây vân vân, thì phải điều tra lại á, kiểu nó như thế. Cho nên vì sư Trúc Đạo Sinh này, ngài mọi người cử tội ngài, ngài không chấp nhận, ngài phát nguyện như lúc nãy tôi nói rồi, phất tay áo đứng dậy bỏ đi vào trong núi Hổ Khâu, để ở đó thì trong vòng 10 ngày đến vài trăm ngày đầu á, thì đại chúng về cái chùa đấy, mấy trăm người về cái chùa đó để tham học với sư. Thế một hôm có sét đánh, tiếng sét đánh lớn ở trong gì,
trong cái chùa ấy thì ở cái chùa Thanh Viên ấy, ở trong núi Hổ Khâu đó có cái chùa Thanh Viên, ngài đến đó ở đó. Thì sau cái tiếng sét đánh lớn và cái mọi người nhìn thấy một con rồng bay lên trời rồi phóng rồi bóng hiện ở bức tường phía tây của chùa Thanh Viên. Nhân đó mà đổi tên chùa là chùa Long Quang. Long Quang tức là con rồng phóng ánh sáng đó, phóng hào quang đó. Từ chùa Thanh Viên này đổi thành chùa Long Quang. Khi ấy mọi người than rằng rồng bay đi rồi nhất định sư cũng sẽ đi, chắc sư sẽ không ở đây nữa. Không bao lâu sư trở về Lô Sơn, tức là về núi Lư Sơn của ngài Tuệ Viễn, núi Lư Sơn mà ngài Tuệ Viễn sau đó, ngài Tuệ Viễn thành lập ấy đó, thành lập đạo tràng Tịnh Độ đó. Không lâu sư trở về Lô Sơn ẩn tu trong hang núi, chúng tăng nơi đây đều kính phục. Sau đó nó ở đây họ chưa, để xem nè. Sau đó đại bản kinh đại, cái phần sau của kinh gì, kinh Đại Bát Niết Bàn được chuyển đến Nam Kinh. Sau có người dịch bản kinh ấy, quả đúng gì như ở trong kinh có nói, nhất thiện đề đều có thể thành Phật, rất phù hợp với lời giảng của sư trước đây. Sau khi tìm thấy bộ kinh này, sư liền thăng tòa thuyết giảng. Tháng 11 niên hiệu Nguyên Gia thứ 11, tức là vào năm 434 đó, đời Tống, sư thăng tòa thuyết giảng kinh Niết Bàn ở tỉnh xá Lô Sơn. Thần sắc sư thật rạng, thật là sáng rỡ. Đức âm lưu xuất, đức âm tức là chỉ cho pháp âm gì, giọng nói của ngài đó lưu xuất, rất là tiếng rất là hay. Sư giảng nói vài lượt mà đạt đến cùng tận nghĩa lý vi diệu, tất cả đại chúng đều vui mừng lĩnh ngộ. Lúc giảng vừa xong, bỗng mọi người thấy cây phất trần tự nhiên thì rời khỏi tay sư, an nhiên thị tịch ngay trên pháp tòa. Nhan sắc sư như đang gì, đang ngồi thiền nhập định vậy. Đạo tục thở than xa gần rơi lệ. Chúng ta thấy là ở đây đoạn này nói là sư thì sư vào lại rời cái chùa Thanh Vân tới chùa Long Quang đó, lên về núi Lư Sơn để ẩn tu. Một thời gian sau, khá lâu sau thì bắt đầu có người từ Thiên Trúc sang dịch cái quyển hạ của kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau đó thì mọi người mới thấy thì có người đem quyển kinh đến cho ngài. Khi cái quyển kinh quyển hạ Đại Bát Niết Bàn được dịch đầy đủ thì mới có gì, có cái câu trong kinh Đức Phật nói nhất thiện đề đều có thể thành Phật á, thì mọi người mới thấy thế, mới thấy rằng trước đây là buổi oan ngài, cho nên đem quyển kinh đến đo cho ngài. Thì khi đó ngài cầm quyển kinh đó và ngài lên thăng tòa để thuyết pháp giảng cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó ở Lô Sơn cho mọi người cùng nghe. Giảng được 3 lần thì đại chúng thì lĩnh ngộ được gì, được ý chỉ rất là nhiều. Một hôm thì ngài giảng vừa xong kinh Đại Bát Niết Bàn thì ngài cầm cái phất, ngài ngồi nguyên trên pháp tọa như thế, thì ngài cầm cái phất trần để rơi xuống, mọi người lên xem thì ngài đã thị tịch mất rồi. Tức là ngài đã ngồi ngay trên pháp tòa để mà nhập Niết Bàn đó các quý vị, ngồi ngay trên tòa giảng để thị tịch đó. Chúng ta thấy không, đấy chính là ngồi trên tòa sư tử đấy. Chúng cái phàm phu thì nhìn thấy ngài ngồi trên tòa giảng, nhưng đó chính là tòa sư tử đó các quý vị. Ngồi trên tòa sen, ngồi trên tòa sư tử của tòa gì, tòa đó là chỉ có chư Phật với chư Phật mới ngồi thôi ấy. Mà ngài thì ngài ngồi trên đó để thị tịch, ra đi tự do tự tại vậy, khiến cho đại chúng gần xa nghe thấy đều rơi lệ vậy, tiếc thương ngài. Bây giờ chư tăng ở kinh thành hổ thẹn và tín phục theo nhau đến tiễn đưa, tức là tất cả những cái vị sư trước đây đuổi ngài á, coi thường ngài á và đuổi ngài ra khỏi tăng đoàn á, thì biết được thì mới hổ thẹn, mới đến tiễn đưa tang của ngài mới đến dự đám tang của ngài, mới tiễn đưa ngài. Trí tuệ của sư á, xét suy xét là anh minh á, nên mới có điểm lành như thế. Mọi người an táng sư trên gò cao ở Lô Sơn, núi Lô Sơn. Khi còn sống, sư cùng với các vị đồng tu như là Tăng Duệ, Tuệ Nhiên, Tuệ Quán đều nổi tiếng, nên được mọi người ca ngợi. Sinh Duệ phát thiên chân, nghiêm quán tư duy kỹ, giáo nghĩa gắng tiến tu, khuất uyên chiêu
khuất uyên, chuyên im lặng. Tức là nói sinh duệ, tức là ngài gì ạ? Ngài đạo sinh và ngài gì, ngài tăng duệ đó phát hiện ra cái tính thiên chân. Tức là gì, là những ngài đạo sinh thì nói là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật đó, nhất thiền đề đều có thể thành Phật đó, vân vân đó. Còn thiền sư Tuệ Nghiêm và Tuệ Quán thì chứng ngộ thiền định rất là sâu xa. Ngài khuất uyên, khuất uyên ở đây là chỉ cho pháp sư đạo uyên đó, cao tăng quốc sư. Ngài là ngài khuất uyên chính là quốc sư họ Khấu, sống vào đời Tống, thời Nam Triều. Rồi nói tiếp, đọc tiếp cái đoạn này, nói là sư và chỉ sư và tăng duệ được gọi là thiên chân, còn những người còn lại được gọi là bậc thất xuất chúng. Thời đấy chỉ có ngài đạo sinh và ngài tăng duệ được gọi là thiên chân mà thôi, còn mọi người còn lại thì gọi là xuất chúng, như là ngài Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán và Khuất Uyên này, thì đều gọi là bậc xuất chúng mà thôi, xếp hàng sau. Trước đây tại Quan Trung, ngài Tăng Triệu chú giải kinh Duy Ma nên mọi người đều lãnh hội được ý nghĩa. Sau sư lại phát triển yếu chỉ sâu xa, nêu lên điểm mới mẻ kỳ đặc, cùng soạn nghĩa sớ các kinh, mọi người đều cho là của báu vương vi, so sánh sư với Quách Lâm Tông nên viết huyền ký về sư để truyền, để tuyên dương đức hạnh. Bây giờ mọi người cho rằng sư nêu ra thuyết nhất triển đề thành Phật là có căn cứ, các thuyết đốn ngộ thành Phật, chẳng thụ báo, vân vân, cũng có phép tắc và kinh điển y cứ. Có lần Tống Thái Tổ thuật lại nghĩa lý đốn ngộ của sư, các sa môn tăng bật, vân vân, gạn hỏi đế thưa, đế tức là Tống Thái Tổ hoàng đế đó, hoàng đế nói nếu người đã mất sống lại thì đâu bị các ông bức ép. Sa môn Bảo Lâm ở chùa Long Quang trước kia thụ học ở Trường An, sau thuật lại những giáo thuyết của sư, người thời ấy gọi sa môn là gì, là thệ huyền. Sư trước tác kinh Niết Bàn Ký và chú giải Dị Tông Luận và Hịch Ma Văn, vân vân. Đệ tử của Bảo Lâm là Pháp Bảo cũng học thông nội điển và ngoại điển, trước tác luận Kim Cang Hậu Tâm, vân vân, để thuật lại các yếu chỉ của sư, tức là của ngài Trúc Đạo Sinh này đó. Gần đây ở chùa Long Quang có sư Thích Tuệ Sinh, sống đạm bạc, thông hiểu kinh luận, giỏi chữ thảo, chữ lệ, tức là hai loại chữ viết, chữ thảo và chữ lệ, cách viết chữ của Trung Quốc ngày xưa đó. Và sư vì sư và Tuệ Sinh cùng ở một chùa nên gọi hai người là gì, là Đại Tiểu và Nhị Sinh. Ở đây á, cái câu chuyện này còn kể quên cái đoạn mà ngài ẩn cư ở trong núi á. Ở đây là ngài Pháp Sư Đạo Thế còn không đem cái câu chuyện mà khi ngài ẩn cư ở trong núi Lư Sơn này đó, ngài ẩn cư ở trong này á mười mấy năm cơ mà, chứ không phải là ngài ấy đâu, mười mấy năm ở trong này á, ngài lúc đầu là không có, mọi khi ngài mới bị đuổi á, ngài ẩn cư lên trên này mười mấy năm cơ, không có ai lên nghe đâu, bởi vì ngài bị đuổi khỏi tăng đoàn rồi mà. Nhưng đây ngài chỉ vắn tắt là khi mà ngài nổi, ngài từ khi mà ngài bắt đầu nổi tiếng ra lần hai rồi mọi người mới kéo lên núi, vì lúc đầu là ngài bị đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi, mọi người mới nghĩ là ngài là tà đạo, cho nên ngài vào núi, ngài ẩn cư ở trong núi là mười mấy năm. Ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện về ngài Đạo Sinh này là như thế, nhưng đây là chép vắn tắt lược đi. Có cái đoạn nói là ngài lên, ngài ở trên núi mười mấy năm và ngài không có ai đến. Ngài đói thì ăn lá rừng, ăn quả rừng, khát thì uống nước suối, vì ngài cũng không có buồn đi xuống khất thực nữa, và cũng mà khất thực cũng chẳng ai muốn cho nữa, vì ai cũng trong thành ai cũng đồn là ngài bị đuổi mà, ngài là tà đạo tà thuyết mà bị đuổi khỏi tăng đoàn mà. Lúc tăng cử tội còn không thèm chịu nữa và phất tay áo bỏ đi mà,
Cho nên là mọi người thì chúng ta biết rồi, khi mà một người vị bị tăng cử tội, tăng cả nước cử tội như thế, bị đuổi đi thì đương nhiên không ai chấp nhận ngài nữa. Ngài lên trên rừng, ngài ẩn cư trong rừng và ngài dựng những cái hoàn đá ở chung quanh mình, là hàng ngày thuyết pháp cho đá nghe. Hàng ngày thuyết pháp cho đá nghe. Và một hôm bắt đầu thì ngài quán thấy cái nhân duyên đã đến chín mùa rồi, bắt đầu ngài mới nói gì đấy, ngài mới nói rằng mười mấy năm nay tôi thuyết pháp gì cho các ngươi nghe, các ngươi có hiểu gì không? Ta nói rằng Đức Phật ngày xưa còn tại thế, ngài dạy rằng tất cả chúng sinh nhất thiền đề cũng đều có thể thành Phật, nếu khi nhất thiền đề mà hồi tâm chuyển ý. Kẻ không tín tam bảo, báng phá tam bảo, bất tín nhân quả. Nhưng ngày xưa họ không tin, nhưng bây giờ có thể họ tin thì sao? Họ tin thì họ có thể vẫn thành Phật mà. Trước họ thì báng phá tam bảo, nhưng nay họ gặp bệnh ốm đau, bệnh tật hay một cái lý do đặc biệt nào đó thì họ quay sang họ tin tam bảo thì sao? Không phải là hôm nay họ không tin tam bảo, mai họ không tin tam bảo, năm nay không tin tam bảo, sang năm không tin tam bảo, là mãi mãi về sau họ không tin tam bảo. Đời nay họ không tin tam bảo không có nghĩa là gì, đời đời họ không tin tam bảo. Gặp một cái duyên lành đặc biệt nào đó thì có thể họ thì quay lại tin tam bảo. Đời nay họ báng phá ta, họ bất tín nhân quả, không phải là mãi mãi họ đều bất tín nhân quả. Một cái lúc nào đó đặc biệt gì, họ sẽ tin được giáo lý nhân quả Đức Phật dạy. Mà khi họ tin rồi có nghĩa là gì? Từ chỗ đó họ gieo cái thiện căn gì, của Phật Pháp vào trong cái tàng thức A-lại gia của họ. Và trải qua nhiều đời nhiều kiếp sau thì nó sẽ chín muồi thôi. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa nói giấu người vào cửa Phật, giơ một tay xưng mô Phật, Đức Phật còn thọ ký cho thành Phật cơ mà các quý vị. Cho nên huống chi là gì? Đời nay họ không thể tin tam bảo, mà có thể là báng phá tam bảo, bất tín nhân quả. Ai dám chắc rằng mãi mãi họ đều báng phá tam bảo và bất tín nhân quả? Không có ai dám khẳng định điều đó. Trước đây thì những cái bài pháp trước đây của Đức Phật thì ngài về dùng phương tiện để cho người ta gì tin đấy. Những người bất tín nhân quả thì quay trở về tin nhân quả, những người báng phá tam bảo thì đừng báng phá tam bảo nữa, phải tội. Cho nên Phật mới nói gì, nhất thiền đề bất thành Phật. Nhưng khi trước khi nhập niết bàn Đức Phật mới nói gì, nhất thiền đề cũng có thể thành Phật nếu như những chúng sinh ấy gì hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, hồi tâm chuyển ý thì những chúng sinh nhất thiền đề kia cũng đều có thể thành Phật. Tức là chuẩn bị nhập niết bàn ngày mới nói kinh ấy. Tức là về phần những năm cuối cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập niết bàn ngài mới nói cái phần ấy. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó, ngài đạo sinh, ngài phát hiện ra, tất nhiên ngài phải trụ ở trong thiền định và cái nhân duyên tu tập nhiều đời nhiều kiếp của ngài thì ngài mới phát hiện ra cái điều đó, ngài nói đại chúng không nghe. Cho nên nó đuổi ngài, ngài lên trên núi, ngài đi lên núi, cái ngày xưa chúng ta đọc câu chuyện về ngài là viết đầy đủ hơn á, ngài lên trên núi mười mấy năm ẩn cư trong núi, không có ai thăm hỏi vãng lai gì cả. Ngài dựng đá chung quanh để thuyết kinh thuyết những lời thuyết những cái bộ luận mà ngài cứ lên rồi ngồi là thuyết kinh cho gì cho đá nghe thôi. Giảng suốt hết ngày này qua ngày khác như vậy, hết rồi mười mấy năm như thế. Thế đến khi ngài giảng hết những cái bộ kinh mà ngài giảng giải rồi, bắt đầu thì ngài mới nói rằng tôi nói gì các ngươi có hiểu, ta nói các ngươi có hiểu không? Ta tin rằng khi Đức Phật còn tại thế, ngài nói rằng nhất thiền đề nếu hồi tâm chuyển ý đều có thể thành Phật, các ngươi có hiểu không? Ngài nói lại như thế một cái là tự nhiên tất cả những cái hòn đá ngài xếp kia đổ dạp xuống rồi ra ý như là hiểu và lạy ngài, lễ ngài đó. Và chúng ta biết vì sao hòn đá là vô tình, làm sao nó lại biết gì, biết lễ biết lạy? Chính là các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ và các vị hộ pháp và các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ở khắp mười phương thế giới. Như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, nếu cái vị nào mà bậc chân tu nằm ở trong rừng núi sâu mà thuyết pháp không có ai đến nghe thì Phật sẽ sai các hàng hóa nhân, sai các vị Bồ Tát, sai các vị gì, các vị Thiên Long đến để gì, đến để nghe pháp, để hỗ trợ cho, hộ vệ cho người đó vậy, hộ pháp cho người đó vậy, ủng hộ cho người đó vậy. Thậm chí là Đức Phật còn dùng các gì, các hóa thân của mình để đến ở trong cái thế giới vô hình ấy, để hoặc là hiện thì hiện ra hữu hình ấy để hỗ trợ cho người đó vậy. Nhưng chúng ta thấy mười mấy năm không một bóng người đến, ngài vẫn ở trên núi và kiên trì thuyết pháp như thế. Thuyết pháp gọi là đá cũng phải gật đầu, nhưng tôi nghĩ rằng đấy không phải là những hòn đá gật đầu, mà các vị gì, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ các ngài đến để vây quanh ngài để nghe pháp,
Thì khi ngài hỏi như vậy á, các vị liền là lấy cái dúi cái hòn đá nó xuống cho nó đổ xuống. Đại ý là gì? Là ngài thì thuyết pháp đúng với chính pháp đấy. Và mấy ngày sau thì có vị sư, khi mà vị sư là bạn của ngài trước đây hoặc học trò ngài trước đây á, nhận được cái bản dịch phần hậu của cái phần gì, phần quyển hạ của kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì có nói trong kinh phần hạ kinh Đại Bát Niết Bàn mới có nói là nhất thiền đề đều có thể thành Phật. Lúc đó mới vội vàng mang cái quyển kinh đó lên cho ngài. Thì khi đó quyển kinh đó đến tay ngài mà cái ngài mới bắt đầu, thì khi đó mọi người mới biết là ngài bị đuổi oan trước đây á, mới rầm rầm kéo lên núi để nghe ngài thuyết pháp. Khi đó ngài mới giảng kinh Niết Bàn đó. Đấy, cho nên cái bộ pháp Huyền Châu Lâm này là lược đi rồi. Pháp sư Đạo Thế là lược mất cái đoạn đấy đi, lược mất cái đoạn hay đó đi. Đoạn đấy mới là đoạn hay. Đấy. Đấy là qua câu chuyện thì có niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Phật Pháp á, thì lợi ích vô lượng vô biên như vậy đấy. Có câu chuyện nữa là đời Tùy, có sư Thích Đàm Đàm Diên ở năm 516 và năm 588 ở chùa Diên Hưng, Kinh Thành. Sư họ Vương, người Tang Huyền, Bổ Châu, thuộc dòng dõi nhiều đời hào quý, tức là dòng dõi quý tộc đó, làm quan hai triều Tề và Chu. Tức là sư Thích Đàm Diên này đó, làm quan hai triều đại, triều đại nhà Tề và triều đại nhà Chu. Sư rất thích đọc sách nên mọi người trong làng rất ca ngợi. Sư tỏ ngộ yếu chỉ sâu màu, muốn soạn Niết Bàn Đại Sớ, tức là muốn soạn cái bộ Niết Bàn Đại Sớ, tức là cái giảng về kinh Niết Bàn đó. Nhưng e rằng còn vướng phàm tình, nên ngày đêm chuyên trí thành cầu nguyện, mong ứng hiện điểm lành. Một tối nọ, sư mộng thấy một người mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng, mà bờm và đuôi chạm đất, tức là bờm và đuôi ngựa, cái lông bờm và lông đuôi ngựa chạm dưới đất, con ngựa trắng ấy. Người này trao cho sư ý chỉ của kinh, ý chỉ của kinh Niết Bàn á. Sư nắm bờm ngựa và cùng vị này luận bàn. Sau khi tỉnh giấc, sư thầm nghĩ đây nhất định là điểm lành mà Bồ Tát Mã Minh dạy cho mình về nghĩa lý rồi vậy. Tức là cái vị tăng mà cưỡi ngựa đó chính là Mã Minh như Bồ Tát đó. Nắm bờm ngựa tức là gì? Biết tông chỉ, có thể quán chiếu thấu suốt các pháp vậy. Tuy cảm được điểm lành này nhưng cũng sợ không phù hợp với lý. Sư liền cầm kinh sớ này đến trước tháp thờ Xá Lợi ở chùa Nhân Thọ ở Trần Châu, đốt hương phát nguyện: con đem lòng phàm đo lường tâm thánh, giải thích đã xong đầy đủ như biệt quyển. Nếu quyển chỉ, nếu yếu chỉ của bản đại sớ của kinh Niết Bàn này thầm hợp với ý Phật thì nguyện nó hiển linh ứng. Nếu không có cơ cảm thì con nguyện không lưu truyền ở đời nữa. À, chúng ta thấy ngài soạn xong cái bộ Đại Niết Bàn sớ rồi á, nhưng mà chưa dám phát hành vì e rằng mình cái tâm phàm còn chưa gì, không hiểu được tỏ ý thánh, mà sau này có khi là phải tội ra. Cho nên ngài mới đem đến lễ tháp Xá Lợi ở chùa Nhân Thọ Trần Châu đó, và thắp hương phát nguyện, đặt kinh lên đó, nói rằng nếu cái tâm phàm, sợ e rằng tâm phàm không đo lường ý thánh, tức là ý của Phật đó, cho nên giải việc giải thích đã xong, nhưng mà sợ yếu chỉ không thầm hợp với ý chỉ của Phật, cho nên chưa dám đem lưu thông. Nay nếu mà có sự linh nghiệm thì sẽ đem lưu thông, còn không có sự linh nghiệm thì thôi, không lưu thông nữa. Ngài phát nguyện vừa dứt lời á, thì quyển Niết Bàn Đại Sớ phát ra ánh sáng suốt cả một đêm, tức là phóng quang minh ra các vị, phóng ánh sáng suốt cả một đêm. Mọi người đều ca ngợi. Xá Lợi ở trong tháp lại phát ra ánh sáng suốt 3 ngày đêm. Kinh thì phát ánh sáng thì suốt một đêm. Còn Xá Lợi của Đức Phật thì phóng quang suốt cả 3 ngày đêm. Trên thấu đến trời cao, dưới chiếu xuống sông núi, tức là ánh sáng rồi nó chiếu khắp ra các mọi nơi ấy.
mọi người trong vùng thấy ánh sáng này đều đến yết kiến lễ bái, thế thấy ánh quang minh này đều đến yết kiến lễ bái. Đã cảm điềm lành như thế, mọi người đều kính phục và truyền bộ Đại Niết Bàn sớ này. Vua quan đều kính trọng bậc có đức hạnh hiếm thấy này. Ngày 30 tháng 8, niên hiệu khai hoàng thứ 8, tức là năm 588 đời nhà Tùy, sư An Nhiên thị tịch tại chùa Diên Hưng, thọ 73 tuổi. Chúng ta thấy đấy là những cái bậc chân tu, những bậc cao tăng tu tập đó, chứng đắc được các quả vị đó. Giảng thêm một câu chuyện thứ ba nữa cho xong cái phần này, mai chúng ta học sang phần khác. Ở đời Đường Thích Đạo Tốn, sinh vào năm 556, mất tịch năm 630 ở chùa Nhân Thọ, Bổ Châu. Sư họ Trương, người Ngụy Hương, Hà Đông. Hà Đông bên Trung Quốc nha, không phải Hà Đông Hà Nội chúng ta đâu nhé. Sư có chí khí cao xa, tính ưa đạm bạc. Ưa đạm bạc tức là thì là thích rất là đơn giản trong cuộc sống, ăn mặc đơn giản, vân vân. Ít ham muốn, rất giỏi thời cơ, tức là ngài là bậc thông tuệ cho nên rất là giỏi nắm bắt được các thời cơ, thông minh, rất là thông minh và giỏi chữa thuốc cho gì, chữa bệnh cho chúng sinh, cho mọi người. Tuy thông đạt các kinh điển nhưng sư chỉ chuyên tâm vào kinh Niết Bàn và Nhiếp Luận. Mùa đông niên hiệu Trinh Quán năm thứ hai, tức vào năm 628, có người thỉnh sư giảng kinh Niết Bàn. Biết mình sắp mạng chung, sư quyết không nhận lời. Người ấy không biết nên kính trọng mời sư, bất đắc dĩ sư đành nhận lời thăng tòa giảng pháp. Mở lời sư buồn than nói với bốn chúng: đời nay chúng ta cách bậc thánh quá xa, những lời nhiệm màu ẩn mất, những lời nói của kẻ phàm phu chẳng đáng làm mô phạm. Đại chúng chỉ nên lấy lòng tin quy hướng thì sự có chỗ tỏ ngộ, thì tự có chỗ tỏ ngộ. Pháp hội hôm nay bần đạo giảng thuyết sẽ ngừng sau bài kệ Vân Hà. Chỉ vì pháp thế gian như vậy không bao lâu sẽ hủy hoại. Thời gian đã gấp rút, mong đại chúng siêng tu. Thế là sư gì? Y văn giải thích vừa đến đầu bài kệ ấy, tức là đầu bài kệ Vân Hà ở trong kinh Niết Bàn ấy. Sư cảm thấy có quên sót, liền xuống tòa, tức là cảm thấy có quên cái gì đó, nghe liền xuống tòa. Tháng 12 năm ấy, sư không bệnh mà thị tịch hưởng thọ 75 tuổi. Đại chúng đưa nhục thân của sư đến khe Tí Ngọ, phía bắc nam, phía bắc ở Nam Sơn của kinh đô. Người dân địa phương khóc lóc bi thương như mất cha mẹ. Đêm ấy tuyết rơi trắng cả một vùng chu vi 3-4 dặm. Mọi người quét dọn đường xá rồi đưa nhục thân sư an trí trên đỉnh núi. Chiều tối quanh nhục thân sư bỗng mọc lên khoảng 300 cây cao 2 thước, tức là trên cái mộ của sư mọc lên 300 cây, qua có một đêm thôi, mọc lên 300 cây khoảng cao chừng gì 2 thước. Nở những bông hoa lạ, xanh tươi giống như hoa ở xứ lạnh, tức là cái loại hoa rất là lạ, mọi người chưa từng thấy bao giờ vậy, nó chỉ có xứ lạnh thôi, trên tuyết thôi. Nhưng dáng vẻ rất là gì, là đặc biệt. Đại chúng buồn vui lẫn lộn, làm huyên náo cả núi, tức là mọi người nhốn nháo cả lên, không biết là cái này là điểm lành hay là điểm xấu đấy đó. Mọi người hái hoa mang về kinh đô, thấy cái hoa đó lạ, một số người lại hái cái hoa đó mang về kinh thành, chỉ cho các bậc trưởng lão xem, rồi mới đặt vào bình nước. Đến tháng 5 năm sau, hoa vẫn gì không úa héo, tức là trải qua một năm như vậy mà hoa vẫn gì không héo. Nếu chẳng phải do cái phúc đức cao dày nhiều đời gia hộ thì sao thầm cảm được cái điểm lành như thế. Có một người ở Tấn Châu rất thích đi săn, hoàn toàn không tin Tam Bảo, tức là có một người ở đất Tấn Châu không tin Tam Bảo, là ông thợ săn đó, không tin Tam Bảo. Nghe những điểm lành của sư, anh ta mới đến núi tìm thì chỉ thấy một khoảng đất trống, tức là không thấy mộ đâu.
không thấy mộ, không thấy cái gì đâu cả, chỉ thấy một khoảng đất trống thôi. Anh ta ân hận buồn khóc, lúc còn sống thì ta không được mở tín tâm, khi chết lại chẳng gặp điểm lành, lẽ nào một mình ta không cảm, nhất định có thần linh xin được hiển điểm lành. À, tức là cái vị thợ săn á, nghe tin là ở trên núi chỗ sư như có cái điểm lành cảm ứng như thế, thì ông ta mới đến thăm xem thế nào. À, thì đến đó thì lại không thấy cái gì, chỉ thấy một mảnh đất trống, không thấy mộ đâu, không thấy hoa cỏ, không thấy cái gì cả. À, thì anh ta mới nói là chẳng nhẽ là gì, lúc ta sống thì không có niềm tin, không có tín tâm, nay thì mới có một chút, đến đây thì lại chẳng gặp nữa, lại chẳng thấy cái gì cả. Ông ta mới nói là nhất định là có thần linh. À, cho nên ông ta phát nguyện là nếu có thần linh xin được gì cảm được cái điểm lành này. À, vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên thì dưới đất là mọc lên cái hoa lạ như trước. À, lại thấy mộ ngài và thấy hoa lạ dưới đất mọc lên như trước. À, cái vị thợ săn này vui mừng ấy, vì cho điểm lành này là hiện lên là vì cái tâm thành của anh ta. Cho nên bắt đầu từ hôm đó anh ta phát tâm Bồ Đề kiên cố gì và phát nguyện quy Tam Bảo và học Phật từ đấy. Sau này là còn gì, còn xuất gia tu đạo và được giải thoát nữa. À, chúng ta thấy đấy là gì? Cái sự giáo hóa độ sinh của sư Thích Đạo Tốn này vậy. Có giảng cả đời thuyết kinh giảng đạo, nhưng mà về sau thì ngài sắp sửa niết bàn rồi, sắp sửa vào biết là chuẩn bị đến ngày nhập niết bàn rồi, còn có người đến thỉnh ngài giảng kinh, nhưng mà ngài không từ chối được, cho nên ngài đi đến cố đến để giảng, nhưng mà vừa giảng đến cái bài kệ thì ngài thấy cảm như mình có cái gì quên, và ngài đi xuống không giảng nữa. Vì ngài đã nói thì ngài đã nguyện là thôi giảng đến đấy là hết mà. Thì giảng đến đấy là thôi, về mấy bữa sau thì ngài nhập niết bàn. Đấy, qua câu chuyện này chúng ta thấy trong Phật pháp có cái sự linh nghiệm. Nói là có cầu thì có cảm thì tất ứng, có ứng thì tất thông. Đấy. Nên chúng ta đây thì chúng ta mới thấy rằng đấy, nếu chúng ta bảo kinh điển Đại thừa, kinh Niết bàn hay kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa vân vân, các kinh ấy không phải là của Phật nói thì làm gì có cái chuyện cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị như thế. Các ngài là gì, là tu chứng đến cái chỗ thâm sâu yên áo như thế. Thế hôm nay thì đã hết thời gian, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.